lại. Ngươi lại, tại sao lại trốn trong người của Quách tiểu thư, hành hạ thân xác người vô tội? Ngươi là ai? Họ cực đi, đừng có làm phiền ta. Không hồn điện ngươi, cút đi ra khỏi đây trước khi mà ta đến nổi giận. Ngươi thật là lớn rồi. Ta đi xuống núi trừ yêu diệt ma, giúp đỡ cho dân làng. Ngươi nói ta tránh ra, làm sao hợp đạo lý âm dương? Ta sẽ thay trời hành đạo, đánh cho ngươi tan xác, hồn siêu phách lạc, để không quấy rối loài người. Con ơi, thầy, con ơi. Tiểu thơ, vì bị ngã quỷ núp ở trong người, hút hết chân khí để mà luyện phép, nên trách sao cô lại không bệnh tật như thế. Nay ta đã trục xuất hắn khỏi, nhưng vì suốt thời gian hắn đã đeo bám, sức của tiểu thơ đã kiệt quệ. Hơn nữa, máu trong cơ thể đã bị hút gần hết, khó mà tỉnh lại được. Con ơi, pháp sư ơi, không lẽ con tôi phải chịu cảnh này suốt đời sao? Còn nước thì còn tát, vạn vật do trời, có sinh ắt có diệt, có diệt ắt có sinh. Muốn tiểu thơ sống lại, phải tìm cho được một loại ma quý cho tiểu thư uống, thì mai ra cơ thể của tiểu thư sẽ hồi sinh. Vậy thì ngài hãy nói đi, máu gì có thể giúp con ta sống lại? Nếu con phải lấy hết máu của ta, ta cũng sẵn sàng. Yêu tinh đã trốn trong cơ thể của tiểu thư, đó là một con cáo tinh sống lâu năm trong rừng sâu. Nó đã hút mòn linh khí của tiểu thư. Muốn hồi sinh tiểu thư thì phải có loài máu nửa người nửa thú của một đứa bé cùng trang lứa với tiểu thư. Có thể nói mạng đổi mạng, được vậy thì cơ mai mới hồi sinh cho tiểu thơ. Tìm đâu ra loại máu nửa người nửa thú đó bây giờ? Đúng là không phải dễ tìm, nhưng không phải là không có. Ngay cả bà cũng không thể nào tìm thấy được. Khi máu đó có trong cơ thể một người bình thường thì không thể nào thấy được. Nhưng còn ta, ta có chuông dò yêu, rất dễ dàng mà tìm thấy được. Vậy thì tâm sự nhờ pháp sư, xin pháp sư hãy cứu con ta. Bao nhiêu vàng bạc ta cũng không tiếc. Không phải là vàng bạc, mà là thời gian. Bà hãy cầu trời khẩn Phật để ta tìm loài máu nửa người nửa yêu, lúc đó tiểu thư mới được cứu sống.